Em rất là chịu ngọt, biết anh thích ăn chè mà. Tóc tai gọn gàng. Tóc tai quá gọn. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu đâu mà. Em tên là Bích Ngọc, năm nay em 23 tuổi, quê em ở Long An. Ngọc đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em là một giáo viên mỹ thuật, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, quê ở Long An nhưng mà làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở chỗ nào? Dạ em dạy ở quận 4. Dạy quận 4 làm cô giáo, dạ. Dạy mỹ thuật, dạ. Hay quá. Rồi mời chàng trai bên kia. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Huy. Hiện nay, hôm nay em 27 tuổi, em đang làm việc sinh sống tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Huy? Công việc của em thì là về bên giám sát kỹ thuật thi công bên điện. Quê mình ở đâu em? Dạ em thì sinh ra thì ở một nơi là không khi nào mà người ta sẽ đói, đó là Chợ Gạo Tiền Giang chị ơi. Có người yêu chưa? Dạ có người yêu rồi, đến đây làm gì nữa anh? Không, mình hỏi trước đó đó. Trước đó thì em chưa có người yêu. Có mối tình dắt dai nào chưa? Tại thì em vẫn một mình một mã thôi. Là hồi đó giờ chưa quen ai hết hả? Dạ chưa chị ơi, ế quá rồi mấy giờ mới tìm đến chương trình để giải ế thôi chị. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì mình giới thiệu cho anh bên kia nghe, ảnh chưa có mối tình nào. Dạ cho em nói khuyết điểm em trước rồi. Đi khuyết điểm của em là thẳng thắn, không thích sự thay đổi. Nhưng mà em đi làm hay là đi đâu là chỉ biết đường về nhà tới trường thôi, em không có đi đường khác, không chắc là dở đường. Còn về ưu điểm của em là rất là lạc quan, thích chia sẻ và biết nấu ăn. Mình có bạn trai chưa em, có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình chính thức là khi em còn đi học. Khi ra trường thì mỗi người một hướng rồi. Mình quen được bao lâu? Dạ 2 năm, khi lớp 11. À, là lúc còn nhỏ rồi lớn lên rồi ra trường rồi chia tay thôi. Dạ. À, bây giờ em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn kiếm một người bạn trai là bạn đó cao trên 1m6. Rồi, cao hơn luôn. Có không? Có. Người thì to cao hơn em, tại vì em nhỏ con nên thích người to cao. Cao có, to có luôn. Rồi anh bên đó có ưu điểm, khuyết điểm gì cũng phải cho bên này người ta biết chứ. Ưu điểm của em thì em là người hòa đồng, vui vẻ. Giao tiếp thì rất là tốt. Còn khuyết điểm của em á thì em là người hơi nóng tính. Khi mà hồi hộp á thì em đổ mồ hôi rất là nhiều. Đó đúng rồi, đây. Cái gì mà cứ mà hoài vậy? Bên đây em trai hơi hồi hộp chút xíu, căng thẳng chút xíu. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng muốn rồi chị, mới tham gia chương trình đó chị. Khi mà em căng thẳng á, em hay làm gì? Em nếu mà căng thẳng thì em muốn hay ca một hai bài. Ủa? Một vài bài. Ca đi, ca cho nó đỡ căng thẳng nào. Đứng lên biểu diễn đàng hoàng em cho nó thoải mái lên. À, em xin hát bài Về Dưới Mấy Nhà. Người ơi mau về đây, về bên bếp phòng, tay cầm tay, cười lên trang chứa cho niềm vui nhân ngày đêm này. Về đây ta tìm nhau mấy mùa nho. Trùng quá em hồi hộp quá nên đứt gánh vô đường anh đó. Cũng còn căng thẳng nữa. Em hát xong em hết căng thẳng, bên đây cô gái này cô căng thẳng. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tuy mà khó tính nhưng mà em cũng chọn người thật là đơn giản thôi chị. Tính tình dễ thương. Em rất là chịu ngọt, thì người đó ngọt với em là được. Chưa, tôi biết anh thích ăn chè mà. Có gì nữa? Tính tình không ki bo. Không ki bo. Có cái điều gì mà em không thích ở người đàn ông không? Em không thích bạn nam cờ bạc với nóng tính. Bên đó anh nóng tính cờ bạc có không em? Dạ không chơi. Nóng tính hơi có. Mà giờ em nhìn đi, anh này anh hiền khô à. Dễ thương lắm, em nhìn thì bao nhiêu nó. Anh này nóng lên chắc anh ấy không có nói nữa nha. Ngoài cái cờ bạc, cái nóng tính ra còn cái điều gì nữa không? Hay là mặt mày em thích làm sao? Tóc tai mặt mày tướng tá. Người gọn gàng là được, với là đơn giản thôi. Gọn hả? Gọn gàng là gọn gàng cái gì? Tức là tóc tai gọn gàng. Tóc tai có gọn gàng không? Tóc tai quá gọn. Rồi. Em có hình mẫu lý tưởng không em? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là Huyền Linh ạ. Cũng giống lắm mà nha. Vậy cũng được. Được. Tóc tai phải gọn gàng nha. Ủa? Trời ơi, gọn à. Gọn quá gọn. Hơi gọn lắm á. Sao đổ mồ hôi dữ vậy anh? Hình nãy em giới thiệu rồi mà chị. Căng thẳng là đổ mồ hôi. Rất là công việc hay là cái vấn đề đó.
Rồi. Hồi rất là nhiều. Nhưng mà nói thiệt là anh có thích phụ nữ không? Dạ thích chứ gì. Thích hả? Phụ nữ không thích, thích sao? Thích mà sao từ đó giờ không lẽ đi làm không có để ý được một cô nào? Vẫn có em để ý nhiều nhưng mà không dám cua thôi đúng không? Không, vẫn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản rồi chị ơi. Khởi nản là sao? Cô gái mà nản là sao? Không có kiên nhẫn. Bây giờ cô gái này là cô nhỏ hơn anh nè, cô mới 23 tuổi thôi. Mà nhỏ thì người ta ví dụ như là nhõng nhẽo nè, người ta thích là đưa đi ăn đi chơi, ví dụ lễ Tết phải có quà, có bánh, có đồ kia. Nhưng mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Không này em nhõng nhẽo chắc dễ thương lắm rồi nha. Em nhõng nhẽo sao đây em làm coi thử coi. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu mà. Thôi đừng dậm, đừng dậm. Vậy chắc chết quá. Không chịu phải chịu. Phải mạnh mẽ lên chứ. Dạ. Phải kiên trì chứ. Cố gắng nha. Dạ. Chùi mồ hôi bớt đi, để hồi nữa người ta nhìn mặt cái mồ hôi không à. Dễ thương lắm tình. Nhìn nó thấy ghét lắm à. Chà, gọn gàng nha. Để anh Quang coi đàn gái sao nha. Gọn. Bình tĩnh nha. Để coi. Ồ, chào em gái, dễ thương quá. Anh bên đây thỉnh hiền lắm. Chỉ có hơi nóng tính chút xíu, em có nhắm làm anh nguội được không? Dạ không, tại vì em cũng đôi khi em cũng nóng tính lắm. Ngày xưa em cũng nóng tính nhưng mà bây giờ cái môi trường công việc của em thì nó không có cho phép. Đúng rồi, cô giáo đâu được nóng tính được. Em thích đàn ông bụng bự bự chút không? Dạ, dạ được. Bụng bự hay tốt lắm, bụng ta tốt bụng đó. Dạ, không có quen đâu. Em hình dung anh này như thế nào? Thử tưởng tượng coi. Em nghĩ là anh đó mặt tròn, bụng bự, cao hơn em. Dạ, em nghĩ là vậy đó. Dắt qua thứ 6 đó. Được đó, anh thấy được. Chắc người tình trong mơ rồi đây. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với các thầy cô trong trường, có thầy hiệu trưởng với chị gái của em. Mười mấy người. Trời ơi, đâu đại diện họ nhà gái đâu à. Cho xem cái mười mấy người. Quá dữ. Gặp thầy hiệu trưởng ơi, tình hình sao thầy? Dạ, xin chào hai MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Thì xin hỏi bạn trai chút, bạn trai trong gia đình bạn trai có ai là giáo viên không? Dạ thưa thầy, ba con làm giáo viên. Dạ ba con cũng làm hiệu trưởng. Cô. Nếu gia đình bạn là nhà giáo thì tôi nghĩ là thứ nhất là về gia đình thì mình đã hợp nhau. Thứ hai nữa là qua tính cách của bạn thì mình thấy là bạn là người con trai hiền. Tôi thấy là hai bạn cũng có những cái tính cách hợp nhau. Cho nên bây giờ tiếp tục hai bạn cùng cho một cơ hội. Tôi mong rằng hai năm nữa như Ngọc nói thì được dự đám cưới của hai bạn. Điều đó là quá hay. Cảm ơn thầy. Cho anh hỏi thêm ý kiến của chị gái đi. Thì em thấy anh em bên đây thì cũng hiền, nhìn cũng thật thà. Nhưng tánh Ngọc thì nhìn bề ngoài thì nhìn trẻ con. Nhưng mà là một người rất biết suy nghĩ, biết quan tâm tới mọi người. Nhưng về vấn đề tình cảm thì em ấy rất là nghiêm túc. Nên mong là khi mà hai người